con ngủ đi. Giang như con Giang. Vậy bây giờ có gì vui không bà? Bữa đầu gì vui quá à. Tôi không biết đâu bà. Nghe sao? Hồi nào lập báo với tôi nè. Tôi mới xuống phòng hoàng đàn á, đẹp quá anh xếp hai cuốn luôn á. Chờ cho tôi coi với. Ủa, câu lạc bộ báo chí đúng không? Nội sang trường mình nè. Ủa, hay thiệt á, chờ tôi muốn đăng ký vô câu lạc bộ quá, làm sao để đăng ký giờ bà? Lên Facebook coi là biết liền cái gì. Ừ, lên coi thử đi. Bật máy lên đi. Bật máy. Tham gia vào quá trình luyện kim, đi bố ở nhà ha.